Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Thọ cho biết, sáng mùng 7 tháng 5 đã xác định một trường hợp dương tính với COVID-19 là chị Lê Thị Kim Đê, sinh năm 1995, thường trú tại khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Cũng trong sáng mùng 7 tháng 5, các cơ quan chức năng của thành phố Việt Trì đã phong tỏa, cách ly khu vực liên quan đến ca bệnh, bao gồm cả nơi làm việc và khu vực sinh sống, tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 để cách ly. Các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã lập chốt nhằm kiểm soát tình hình dịch tại xã Kim Đức. Trước đó, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 xã Kim Đức đã thực hiện giả soát khẩn cấp đối với các trường hợp liên quan đến kf0 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, xã Kim Trung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi giả soát, các cơ quan đã xác định một trường hợp f1 là chị Lê Thị Kim Lê. Ngày 29 tháng 4, chị đưa đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 200 em gái là Lê Thị Mỹ L, f0 đến ngày mùng 2 tháng 5 chị đê trở về bằng xe khách tuyến hà nội yên bái xuống xe lúc 20 giờ cùng ngày và được em trai ra đón ngày mùng 4 tháng 5, chị đê đi làm ở công ty nanuga phú thọ sáng mùng 6 tháng 5, chị đê được trung tâm y tế việt trì chuyển về cơ sở cách ly tập trung thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh khoảng 3 giờ ngày mùng 7 tháng 5, chị đê có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov 2 mẫu xét nghiệm lần 2 sau đó cũng cho kết quả tương tự Đến nay, khu vực nhà xưởng tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Nam Huga và khu 2, khu 10 xã Kim Đức, là nơi làm việc và sinh sống của chị D đã được cách ly, phong tỏa. Lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Namuga. Bố trí các chốt kiểm soát ra vào khu vực sinh sống của trường hợp nghi nhiễm và xét nghiệm cho người dân tại khu vực này. Tích cực truy vết, giả soát các trường hợp F1, F2, F3 để quản lý, theo dõi, cách ly. Qua điều tra, truy vết sơ bộ phát hiện có 20 F1 và 196 F2 liên quan đến trường hợp chị D. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cũng có văn bản chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, các đơn vị trực thuộc sở, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục ngoài nhà trường về việc tổ chức dạy học trong điều kiện phòng chống dịch. Trong đó, các trường mầm non, các nhóm trẻ sẽ cho nghỉ học từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới, các khối học khác thực hiện theo văn bản đã ban hành.